Phát TV xin chào cả nhà. Như lời đã hứa mình cả nhà là kênh YouTube Phát TV mình làm về chủ đề pizza đó cả nhà. Và được giải thưởng gạo đó cả nhà. Rồi mình đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của ông Tư với bà Tư cả nhà. Thì cái thằng gạo này với mình tặng với tiền đó mình tặng mình nói sau cả nhà. Giờ mình cho hỏi thăm sức khỏe của ông Tư. Rồi bà Tư sẽ nói cho mình nghe cả nhà. Thì cũng mới lên bà Tư rồi, mới lên ông Tư. Thì cho hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Tư nha bà Tư. Dạ. Mấy bữa trước con lên con có ghé, con gửi tặng gạo cho ông Tư, con có nghe tao nói á. Thì mấy anh với mấy chú bên đây nè, nói là ông Tư chuyển đi rồi. Dạ. Thì con mới quay về, con nói con có ước mơ của con là mong ông Tư về quay trở lại, rồi con sẽ lên con tặng quà cho ông Tư với bà Tư. Dạ. Rồi bữa nay về thì cho con hỏi thăm rồi bệnh tình của ông Tư sao, bà Tư nói mình coi nghe bà Tư. Dạ, bệnh tình của ổng thời giờ bác sĩ nói là ổng bệnh là phổi. Dạ. Ung thư phổi, gan, thận. Dạ. Rồi bác sĩ mới chuyển là Tư đi là lên thành phố. Dạ. Mà Tư không có tiền, rồi Tư đem ổng về đây chứ đâu có tiền đâu mà đi thành phố. Dạ. Nghèo khổ quá đâu có tiền đi thành phố. Dạ. Dạ. Về ông Tư là về hồi chuyển về hồi chiều hôm qua đó bà Tư. Ờ, chuyển ông về chiều hôm qua. Dạ. Là xin về và người ta đó là chuyển đi thành phố không có tiền. Không có tiền mới giờ xin về đặng nấu thuốc nam cho ông uống. Mà giờ ông là bệnh phổi. Rồi có gì bệnh gì nữa không bà Tư? Gan. Dạ. Rồi là thận. Hết trơn bổ phận hết trơn. Bác không. Sĩ chạy luôn mà. Mà bác sĩ có nói là chuyển có tiền là chuyển đi được nha. Thì chị nói có tiền từ giá bậc trăm lên mới lên mới đi được. Trăm triệu ha bà Tư. Dạ trên đó. Người ta nói là ổng dữ lắm rồi, phần cuối rồi. Như giờ trước mắt cả nhà nào ông Tư chuyển về nằm trên giường đó cả nhà. Bác sĩ cũng trả về cả nhà. Mình thấy cái hoàn cảnh cũng ngặt nghèo lắm cả nhà. Thì rồi ông Tư là giờ mình có đi lấy thuốc chưa? Có đi lấy thuốc cho ông Tư uống chưa? Có thuốc nam. Thuốc nam hả? Thuốc nam như là chắc này cái nọ ta chỉ đó. Chỉ gan, chỉ phổi rồi nãy kia đó. Cái để vô bình thủy đó cái gót trong uống. Chứ đâu có tiền mua gì đâu. Giờ thuốc người ta đó ta chạy, bác sĩ chạy mà. Ở đây chỉ là có người ta cho nó là ngay cô bác người ta lợi người ta cho trên rồi bắt đầu đi mua thuốc giảm đau cho ông uống. Dạ. Chứ đâu có tiền đâu mà đi thành phố. Rồi phát hiện bệnh của ông Tư này lâu chưa bà Tư? Dạ, lâu rồi từ hồi mà 30 tháng 4 tới giờ con. 30 tháng 4 giờ gọi ha. Dạ. Là tại vì bệnh trước mình không biết. Rồi tới chừng mà đi chụp hình đó, rồi CT ra mới biết bể nợ đó. Mới biết ra bệnh đó. Rồi sao mày có bệnh mới chở nằm. Giờ thương là hữu nghị là hồi 30 tháng 4 người ta cũng chuyển thành phố. Dạ. Rồi tôi không có tiền rồi cái bắt đầu đem về cho uống thuốc nam đã rồi cái thấy đi bớt ai về đâu đi ra sau này ông thầy cũng nói bớt ai về đi ra ngoài khám nữa là bây giờ người ta nói là gan thận gì hết trơn luôn đưa xuống ông bầu chuyển lên thành phố rồi bắt đầu thành phố rồi gì không có tiền. Dạ. Không có đi rồi chuyển về nhà bây giờ lo thuốc nam cho ông uống chứ đâu có tiền đâu mà người ta nói từ giá trăm hai trăm triệu làm gì có tiền nổi mà đi đó bây giờ về tới đâu hay tới đó giờ lo ổng tới đâu hay tới đó mà tới 200-300 triệu ta có tiền thì ta đi nổi mình không giờ, có tiền giờ, để con hỏi cái ước mơ bà Tư là mình muốn được cái mạnh thường quân hỗ trợ cho bà phần nào ha bà Tư nói đi thì bây giờ người ta cho mình nhiêu á thì dạ. Mình mang ơn chứ mình không dám đòi hỏi. Nói giờ cũng nghèo quá nghèo à. Mà giờ mà phận quân cho bổ trợ cho ông chồng tôi nhiêu á thì có tiền á. Dạ. Thì tôi đi trị bệnh. Dạ dạ. Thôi cả nhà. Như kênh YouTube Pháp TV mình chỉ có một kênh duy nhất nha cả nhà. Và cái những video mà mình đăng lên mà đi tặng gạo cho bà con nghèo á cả nhà là số tài khoản tên mình để dưới phần mô tả nha cả nhà. Thì cái nhà với bà mấy ông bà cô chú rồi có thương và ủng hộ những hoàn cảnh đó cả nhà thì cứ bấm vào số tài khoản với tên mình đó cả nhà thì cả nhà hỗ trợ thì mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Thì,
để cho mình gửi lại vài lời tâm sự với cả nhà nha cả nhà. Và đêm hôm qua là có cái anh tên Ngọc Ngọc Đinh ha, là Đinh Ngọc gì đó cả nhà, mà gửi cho mình hỗ trợ tiền gạo cho bà con á 1 triệu đồng cả nhà. Thì mình thấy hoàn cảnh của ông Tư với bà Tư gì thì mình chiếc cho phần nữa rồi mình sẽ gửi tặng cho hoàn cảnh của ông Tư với bà Tư đi, rồi còn cái phần còn lại thì mình sẽ đi mua gạo cho những hoàn cảnh khác cả nhà. Cho mình gửi lời những lời sức khỏe tới anh Đinh Ngọc luôn nha. Anh có coi clip này, em cảm ơn anh chị nhiều luôn. Rồi bà Tư giờ trước con nhận giùm con phần gạo này đi. Rồi mai mốt rồi kênh con từ từ phát triển đó, rồi bà con có hỗ trợ gì đó thì con sẽ quay trở lại con tặng cho bà Tư những phần quà khác nữa. Rồi như cái phần gạo này mình cho mình thay mặt chú Ngọc với ông Sáu Thắng vừa rồi ở nhà 5 kg gạo nha. Nhưng mình tặng thêm cho bà Tư với ông Tư 5 kg nữa là 10 kg. Vậy nha, cho con bắt tay bà Tư, chúc bà Tư nhiều sức khỏe nè. Con bắt tay với ông Tư, con bắt tay con nhiều sức khỏe đi, rồi hên xui cái này đâu có tới đâu hết đâu, chúc con nhiều sức khỏe ông Tư nha. Tại trên nó rút máu cho thanh đen cho. Rồi bà Tư giờ nhận giùm con số tiền này đi, rồi mai mốt con có bà con nữa con sẽ quay trở lại con tặng tiếp nữa nha bà Tư. Dạ. Có giờ tới đâu hay tới đó là Tư ơi. Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Rồi dạ. Bây giờ nãy giờ mình cũng chia sẻ nhà của ông Tư với bà Tư cho cả nhà xem cái nhà. Bây giờ cho mình với bà Tư kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau nha.